Chào anh. Này, cái này để làm gì vậy anh? Ông kéo anh. Chồng em gọi em nãy giờ nè. Để em gọi hỏi lại coi. Alo, gì đó? Ừ, mở cửa ra nhận đồ đi em. Em nhận rồi, có cái gì không? Gì? Ừ. Đi sang phòng 1415 đi. Có gì cho em hả? Ừ, đi qua đi. 1415. Ừ. Em đang đi với nhà. Ừ. Hôm nay đóng vai hoàng tử hay là công chúa? Có tới phòng chưa? Chồng mình đâu rồi? Thấy gì chưa? Em chỉ thấy một tấm hình em xinh đẹp ngày còn trẻ. Xem nha. Ừ, em nhạc nền hay không? Cũng bình thường. Bất ngờ chưa, bất ngờ chưa? Để chồng đoán nhá. Nhìn thấy cái clip này của chồng thì chắc là bây giờ vợ đang bĩu môi, xong rồi mắt liếc liếc, rồi sẽ nói một câu ví dụ như là cũng bình thường, cái kiểu đấy đúng không? vợ chồng mình yêu nhau cũng đã được 5 năm rồi đúng không? Kể từ dấu mốc lịch sử là từ ngày 20 tháng 7 năm 2015. Đó là cái ngày đầu tiên mà vợ chồng mình chính thức gặp nhau, chính thức làm việc với nhau trong một cái job quảng cáo. Đúng là job quảng cáo định mệnh đúng không? Vợ làm cô dâu, còn chồng thì làm chú rể. Thì đúng là không ai biết trước được chữ ngờ đúng không? Được định mệnh hết. 20 tháng 7 năm 2015 và hai vợ chồng mình đã có 3 năm yêu nhau cho đến năm 2018 thì chúng mình đã chính thức về chung một nhà. Nhưng mà chồng thì chồng vẫn nhớ cái thời gian mà lúc đầu mới yêu nhau ấy thì lúc mới hẹn hò thì chồng có chẳng may bỏ bom vợ 3 lần, hẹn vợ 3 lần mà cancel cả 3 lần thì thấy cũng áy náy. Sau thì đến bây giờ lâu lâu thì thấy vợ mình cũng hay nhắc lại cái chuyện cũ là tại sao anh yêu em mà anh chưa tỏ tình với em lần nào đúng không? Vậy thì bây giờ vợ đi ra ngoài ban công nha. Ở đó sẽ có điều bất ngờ chờ đó. Đi ra ngoài ban công đi. Đi ra ngoài cửa sổ đi. Này bên này hả? Đâu rồi? Nhìn thấy chưa? Nhìn thấy nhìn xuống bể bơi, nhìn thấy gì chưa? Thấy hoa. À. Có cầu gần ở chỗ hoa không? Thế thì phải xuống dưới bể bơi đi mới biết được. Sau tất cả, mình lại trở về với nhau. Tựa như chưa bắt đầu, tựa như ta vừa mới quen. Sau tất cả, mình lại cùng chung lối đi.
không phải là cầu hôn mà là tỏ tình. Làm người yêu anh nhé. Được không? Để em suy nghĩ. Ủa đâu dễ dàng tới vậy. Ủa tại sao cưới rồi 5 năm rồi mà mới cầu hôn vậy ta? Thì lỗi của chồng mà. Cho chồng xin lỗi. Thì cũng tha lỗi. Làm người yêu chồng nhé. Em đồng ý. Ai mập? Sao? Thầy món quà của chồng được không? Đúng chứ. Mập thì ăn dâu là đúng rồi. Có sô-cô-la luôn nè. Hiểu ý vợ tới như vậy. Đấy, cho nên là từ giờ trở đi là thôi khỏi phải than phiền với chồng nữa nhé. Đúng không? Không phù không? Đầu tư thế. Không chịu sao? Có chỉ đường dẫn lối đàng hoàng đúng không? Mấy em cảm động. Không sao, có cảm xúc là được. Cũng sướng sướng. Gì vậy ba? Ngọc Mai Hỷ. Cái gì vậy bà ba? Bà đi đâu vậy? Bây giờ em có thể nào em xuống dưới khách sạn từng L lobby rồi ra thẳng hồ bơi giùm anh được không? Cái gì tự nhiên bắt em đi xuống dưới ra hồ bơi làm gì trời? Anh lên đây nè, anh lên đây ngồi nè, thoải mái hơn nè. Anh có một điều làm rất là bất ngờ cho em vào sáng hôm nay. Thôi em không có bơi đâu, mệt lắm, không có xuống bơi à. Không có bơi, bây giờ em mặc đồ đẹp đi. À là hay lầy lắm. Không có lầy. Thiệt, lần này lần này không có, không có xô, không có ai chơi dơ gì hết á. Ba, ba làm gì vậy ba? Hả? Qua đây, qua đây, qua đây, qua đây, qua đây. Đó, vô cưỡi bò ba nha ta. Thì ba làm gì vậy? Mà anh bắt mấy bạn ở khách sạn chuẩn bị cho anh cái gì anh vậy? Anh làm. Không. Sao em lúc làm nào cũng nghĩ là đồ của à, mấy bạn làm sao mà anh làm được? Rất là tuyệt vời không? Được không? Trước khi ngồi mình chụp hình tắm đi lát nữa. Có hiểu quá vậy ba? Gì ba muốn tập nè, vậy? Em ngồi ở đây nè, đó. Em ngồi lên đùi anh đi cho nó lãng mạn chứ. Rồi nhẹ đó nha, gãy đùi luôn á. Ok, đó. Rồi. Là vụ gì ba? Em biết này là cái gì không? Dạ không. Có phải là năm nào là sinh nhật của anh là em cũng đều làm hết cho anh không? Cho nên từ từ để anh nói hết đã. Tự mình tổ chức sinh nhật cho mình xong tự bắt người ta tới. Cái này đáng lẽ là anh định làm với em thôi, nhưng mà còn hai bạn kia nữa. À. Một lát nữa anh sẽ mời hai bạn kia tới. Nhưng mà anh không muốn làm điều này cho hai bạn kia thấy. Mất công lát anh bị quê. Anh là anh đã chuẩn bị sẵn cái món quà này cho em. Ủa sinh nhật của anh mà chuẩn bị quà cho em lần sau? Tại vì anh thấy là đó giờ anh chưa có tặng nghe em gì hết á. Cho nên nó là tự biết luôn hả bà? Nè anh mở cho em coi nè. Em đừng có bất ngờ nha. Đừng có... Không mà tự nhiên sao mà tặng quà, anh có mua đồ gì? Không có mua đồ gì hết á, chẳng qua là anh thích vậy thôi. 2, 3. Wow. Cái gì vậy bà? Là hai cái đồng hồ voucher của mình. Để mình có thể nhận được hai cái đồng hồ này. Cho nên là mình phải... Nè em đeo chứ đi. Anh ít em cầm thôi đó. Em cầm chơi thôi, em khỏi cần đeo. Đây là quà của anh đó hả? Khi mà mình cầm cái đồng hồ này, yeah, mình ra tiệm, mình trả tiền là người ta sẽ đưa mình hai cái đồng hồ này. Em biết không? Là ai trả tiền anh? Thì em chứ ai. Em giữ tiền hết, không lẽ anh còn giữ tiền đâu. Em hứa với anh mấy năm rồi. Là hứa gì ta? Hứa là anh thích cái gì em tặng anh cái đó. Anh nói là anh rất là thích cái đồng hồ mà hơi mắc tiền tí xíu, mà anh không bao giờ anh được cầm tiền hết á, mà nhiều khi diễn về rất là nhiều tiền em cũng bỏ túi rồi đúng không? Xong rồi em chẳng bao giờ mà em mua cho anh cái đồng hồ đó. Mua cho anh cái chứ đi, tại vì lâu lắm rồi sinh nhật anh chưa có cái đồng hồ nào hết đó nha. Nha, cảm ơn em nha. Em cảm thấy rồi cảm ơn em nhiều nha. Rất là bất ngờ. Chuẩn bị một buổi, một cái màn tiệc này kia có vẻ lãng mạn. Có vẻ và rất cho là... em một quả sao quả tạ rất này đâu. Quả sao quả tạ gì? Nói gì thì anh cứ tỉ te, anh nói anh làm gì mà anh bôi bát em quá vậy? Anh thấy nó đẹp không? Oh! Thấy chưa? Em thấy chưa? Dâu 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 dâu. Không có dấu dễ rồi em. Happy birthday. Anh ơi. Oh, hôm nay xong mọi người có động lòng này vậy?
Sao tụi em làm anh bất ngờ mà hơn là anh làm cho vợ anh bất ngờ nữa là sao vậy? Ủa chị ơi, là được phạt rồi hả? Không, không, không. Sao chị không hiểu? Cái này nè. Cái này ngày sinh nhật mà tự nhiên happy birthday rồi đủ thứ chuyện. Cái này là anh làm tôi rối quá vợ. Cái này là anh hoàn toàn không biết. Thôi cảm ơn em. Ok anh. Cảm ơn em. Thôi anh, nhân dịp sinh nhật anh Nghiệp thì vợ chồng em cũng chúc anh sang một tuổi mới là mọi điều may mắn, có thật nhiều sức khỏe, và đặc biệt là vợ chồng anh chị sẽ luôn luôn hạnh phúc bên nhau. Và có cái đồng hồ nữa. Ê, anh không có đánh con. Anh không có đánh con, đúng rồi. Cảm ơn tụi em rất là nhiều nha. Thật sự là cái chuyến đi này vừa có bạn mới nè, vừa có một cái khoảnh khắc rất là thú vị và chơi cùng với tụi em để hiểu nhau hơn, biết đâu đó mình chơi đường xa nữa, đường dài nữa, đúng không? Còn đợt này như vậy đối với anh là quá hạnh phúc rồi. Anh không còn điều gì muốn hơn, anh chỉ có muốn cái đồng hồ từ vợ anh thôi, chứ không có muốn gì hết á. Chơi này là chị cảm thấy rất vui khi được biết thêm hai vợ chồng rất là dễ thương, nhưng mà chị quá đau lòng và bây giờ sau đó chị bị bỏm hôn. Chị ơi, chị bây giờ hôm nay chúc mừng sinh nhật nha, không có chúc mừng năm mới sớm đâu. Rồi 2, 3 vô. Happy birthday. Nhìn cho mất nhau. Được.